chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là MK Gaming đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Minecraft. Và nếu như bạn nào thích mình là tiếp tục những cái video như thế này nữa thì đừng quên là giúp mình đạt 1113 like nha. Và đừng quên là xem channel MK Minecraft cũng như là MK Gaming TV đồng hồ cho mình nha. Rồi đây, nếu như bạn nào là fan chính thức của mình thì đừng quên là để lại cho mình hashtag đó chính là đã xem hết. Và comment cho mình số là 93 nha. Mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn. Còn bây giờ ta sẽ bắt đầu vào video thôi nào. Let's go. Tan 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 tan. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với map sinh tồn bên trong village. Ủa, các bạn có thấy cái gì khác không? Đó chính là sao ở trên đầu này nó không có cái... Ủa sao kỳ vậy ta? Trên đầu nó không hề có một cái cây hay là không hề có một cái gọi là một cái lớp đất gì luôn các bạn. Ok, để mình thử qua đó coi. Ok, ta-da, ui, what the hell, gì đấy, thành tựu 1, thành tựu 2, thành tựu 3, what the hell, NPC trao đổi, bùm, quay, que, một cái quyển sách, oh my god, à, mình biết rồi các bạn ơi, như vậy là chúng ta sẽ phải gọi là, đi ngược các bạn, đi từ ở dưới chân đi lên. À, có một cái sự thay đổi mới rồi các bạn ơi, tuyệt vời tuyệt vời. Ok, coi thử coi. Chào mừng bạn đến với Villager khổng lồ. Đây là một map mang phong cách mini game và kết hợp PvE. À, dành cho bạn nào chưa biết, nếu mà PvE tức là chúng ta sẽ gọi là đánh quái đó các bạn. Ok, mức độ trừ khó là sao không hiểu, là gần khó hả? Thời lượng 20 phút, nhiệm vụ bạn cần phải hoàn thành 3 thành tựu, sau đó treo lên bảng để hoàn thành map. À, vậy là 3 cái thành tựu này là mình sẽ phải kiếm 3 cái thành tựu treo vô đây vậy. Ok, được luôn, qua trang 2. Map bao gồm 3 thể loại bắt cua, PvE đào bới, PvE boss. Wow, bạn cần phải hoàn thành 3 thử thách để có thể trao đổi 3 loại thành tựu được phép keep inventory. Và đừng quên like và subscribe cho MK Gaming nhé. Đó, các bạn nhớ nha, nhớ like và subscribe ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, có que để làm gì ta. Rồi bây giờ người ta cho game rule keep inventory thì mình game rule keep inventory nha. Rồi, coi, quay. Gì đây, nanh vàng, iron ingot, nanh vàng, diamond, nanh vàng, mảnh kim cương, huy hiệu vàng, huy hiệu bạc. Ok, rồi. Ok, thế thì không còn cái gì nữa thì mình gọi là lên thôi các bạn. Trời ơi, tưởng gì mấy cái dâm ba cái trò bắt cua bắt củng này. Wow, oh yeah, wow. Ui, gì vậy? Quay. Sao ở trên này có mấy con quái luôn vậy? Oh my god, no. Gì ghê vậy? Rớt dưới. Quay, có con sương các bạn ơi, mình đang sợ con sương nó bắn mình các bạn. Quay. Cái gì vậy, con sương đó? Ơ trên gian vãi nồi các bạn ơi, tự nhiên nó có quái xuất hiện, xong rồi con sương nó đánh mình luôn chứ. Chơi gì mà cũng chơi được nữa, chơi gì mà cũng chịu được nữa, tôi thua rồi. Ok. À, tại vì ở đây không có cắm đuốc các bạn ơi. Ok, trời ơi, có quá trời luôn. Bắt cua cái gì mà cao vãi nồi, nhưng mà làm sao mà làm khó mình được các bạn. Dăm ba cái trò bắt cua bắt củng này mình làm được. Quay. Ây. Cái gì vậy ta? Thì chứ chết một cái là mình rớt xuống dưới luôn các bạn ơi. Không có được gọi là ở trên luôn ấy. Như vậy là mình sẽ phải đi tới khu vực này nè. Tại vì nếu mà bạn đi tới khu vực đó thì các bạn mới được checkpoint ấy. Tại vì có những cái cục comment block ấy là mình biết rồi. Chắc chắn là spawn boy luôn. Ây da. Ok, lên nào. Ui, tối thế, không thấy đường luôn các bạn ơi. Ok, trời ơi, phải nhảy tuốt qua bên kia mới được checkpoint hả? Khó thế. Trời ơi, này nhảy có bị đụng đầu không vậy? Ừ, hên quá không bị đụng đầu. Quay cái này có vẻ bên đoạn này có vẻ dễ các bạn ơi, đừng có rớt nha. Ok, yeah. Như vậy là chúng ta bây giờ đã được checkpoint ở trên này rồi các bạn, thì không có sợ gọi là nè, rồi luôn, chết luôn. Để mình chết luôn, mình chết để gọi là mình checkpoint cho các bạn xem. Đó. Ủa? Cái what the hell, không được checkpoint, lỗi map à. Oh my god, no. Gì là phải nhảy lại, oh my god. Ok, mình nghĩ chắc là nãy lỗi làm gì thôi. Chắc phải spawn boy cho người ta chứ. Chơi game không spawn boy thì sao được đúng không bạn. Ok, tiếp tục nào. Ui, mình nghe tiếng trời, có Reaper ở trên nữa. Ui dạ. Uầy. Ờ, phải vậy chứ, đúng rồi nè, vậy mới đúng nè. Hình như mình bắt cua hơi bị gà đúng không các bạn. Thì chứ sao cái thể loại giờ bắt đầu mình chỉ pro rồi nữa, mình chỉ pro sinh tồn thôi. Mấy cái bắt cua này thì mình chơi không giỏi lắm, nhưng mà các bạn yên tâm đi, mình sẽ cố gắng hoàn thành cái thử thách bắt cua này. Ok,
Ok, từ mình sẽ lấy nè. Đó, mình sẽ nhảy thật là gọi là kỹ lưỡng. Ây da, cái gì vậy trời, nó rớt xuống dưới mày ghê chứ. Ok. 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 Ây da, gì kìa, nhảy mày đụng đầu rồi nó. Ok. Ok. Ồ, chỗ này hơi tối nha. Chỗ này hơi tối nha. Ôi. No. Chết tôi rồi. Chỗ đó hơi tối các bạn, mình không thấy đường. Thật chứ. Rồi, chỗ này đúng không? Hơi tối mà mình nghĩ là ok thôi. Ừ, nhảy qua đây đúng không? Ship lên. Ok, còn có cú bước cuối. Đó, xôi ôi. Giờ mình phải nhảy qua đây hả? Khó vậy ta, gì khó vậy? Hơi khó các bạn ơi, hơi khó. Từ từ để mình coi. Cái móc cuối này nhảy sao đây? Quay, xe quay được, chỗ đó xe vãi nồi. Giỡn tôi nha, chỗ này hơi. Sao mình rớt hoài luôn các bạn ơi. Đúng là mình gà mắc cua thiệt mà. Rồi luôn, rớt xuống đây. Ê, coi chừng dầm bậy bè là nó spawn bo lại ở dưới là thua á, là khỏi nhảy lên nữa luôn á. Ui da. Mình sẽ cố lên, mình sẽ nhảy được các bạn, yên tâm một. Đó, ui da, nhảy qua đây được không? Ồ, không được, vậy là mình phải. Ui, hết hồn. Ui da. Bực đê nhờ. Nhảy qua nè, trời. Nhảy qua nè, cẩn thận nè các bạn chỉ cần nhảy thôi. Các bạn đừng có đi di chuyển nha, các bạn di chuyển là nó sẽ rớt ngay. À, ok, khó quá. Sợ thế nhờ. Ok, rồi sao nữa, qua đây đúng không? Qua đây, đổ lên. Oh yeah, rồi sao nữa? Rồi nhảy qua đây đúng không? Nhưng mà qua đây lỡ gặp Ripper sao? Nổ sao ta? Uầy. Ây da. Ủa sao kỳ vậy? Sao mà nhảy qua đó không được? Ok, mình đã leo lên ngược lại rồi đó. Đây các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ nhảy qua. Ngay. Đó, phải vậy chứ. Ui, Spawn Boy. Spawn Boy. Yeah. Ok. Wow, nguyên một bộ đồ sắt luôn các bạn ơi. Wow, yeah. Ui, kiếm cái này. Rồi còn cái gì nữa đây? Cái này là gì đây? Bô. Và chúng ta được cái gì đây? 8 cái Iron Ingot hả? Ờ, cũng được. 8 Iron Ingot cũng... À đúng rồi, hình như là Iron Ingot này đó là để chúng ta có thể gọi là trao đổi. Ok, bây giờ mình sẽ đi lên trên này cái coi. Gì đây? Thợ mỏ. Wow, mấy anh thợ mỏ này không có đánh mình các bạn ơi, chữ màu vàng. Để mình thử quýnh nó coi. Ui, mình quýnh nó quýnh mình các bạn. Trời ơi trâu. Oh my god, chết đi. Rồi, xét đầu, xét này chứ. Như vậy là mấy con thợ mỏ này khi mà chúng ta đánh á là nó sẽ cho chúng ta là cái nanh vàng các bạn ơi. Wow, như vậy là mình sẽ cần phải kiếm thật là nhiều luôn á, thật là nhiều nanh vàng mới được. Tại vì sao? Tại vì một nanh, 9 nanh vàng đúng không? Là được một cái block vàng. Mà bây giờ mình không có cúp thì bây giờ mình phải ưu tiên làm một cái cúp hả? Làm một cúp để đào kim cương chứ. Chứ lấy gì đào kim cương? Đúng chưa? Đúng không? Và mình còn 2 stack cung mà mình nghĩ là mình cái đường này chắc là đi lên đánh boss quá. Mình nghi quá, cái đường này nghi là đi lên đánh boss lắm các bạn ơi. Cho nên mình không có dám gọi là đánh lấy bắn cung lung tung để dành gọi là đánh boss nữa. Uầy, trời ơi, quýnh mấy con này trâu vãi nồi luôn, không biết nhiêu này đồ đủ đánh không nữa. Cho đồ gì mà keo kiệt quá. Đúng rồi, lúc nãy mình cũng chưa biết là mình cần bao nhiêu cái số lượng gọi là nanh vàng nữa ta. Lúc nãy là mình nhớ hình như là 8, 16, 24, 32. Hình như là mình nghĩ là mình cần 32 cái nanh vàng đó các bạn ơi.
Uầy, con chuột chết đâu, no, rồi luôn, chết mất tiêu luôn. Rồi luôn, không sao, hên quá. Chết nhưng mà mình còn ở đây các bạn ơi, còn ở đây thì còn đánh được nha. Không biết là nó có đánh mình nữa không. Ờ, không đánh nữa, chết mày đi, ừ, chết. Rồi, bây giờ mình sẽ farm tụi này một xíu đi. Để chúng ta kiếm cho nó đủ tầm 32 cái nanh vàng. Sau đó thì chúng ta sẽ tính sau. Không biết là đánh tụi này nó có rớt cái cúp kim cương tụi nó cầm chúng ta. Có xác suất rớt cúp kim cương không? Ví dụ rớt cúp kim cương là ngon á. Rớt cúp kim cương là mình khỏi mất công gọi là làm cúp, làm đồ. Chỉ cần lấy cái cúp của nó rồi mình đào thôi. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn là sẽ có cái xác suất rớt cúp kim cương các bạn. Nhưng mà chưa biết là bao nhiêu phần trăm thôi. Tại kệ, cứ xương xương tạm tạm đi. Đó, trời, nó quýnh bị mù đi chứ. Mà nó quýnh khá đau các bạn, nó trâu nữa. Quýnh chém một lần 4 phát. Đó, bạn thấy á, cực kỳ trâu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lấy xác cái đã. Để chúng ta lấy nanh vàng nha các bạn. Ok, xác đây nữa. Được 8 cái rồi nè. Đó, 8 cái, ngon lành liền. Trời ơi, tiếp tục. Quýnh đi, chờ rớt cúp đi. Chờ tôi cúp đi. Để tôi đào kim cương đi. Chứ giờ không có cúp lấy gì mà đào được đúng không? Phải có xác suất tỷ lệ rớt rồi là cúp kim cương chứ. Còn tầm 5 cục nữa là chúng ta đã đủ 32 rồi các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ là hơi chua tại vì kiếm mình sắp hư rồi nè. Đó, còn 4 cục nữa, nãy giờ mình đánh cũng xương xương rồi, khá khá rồi đó. Rồi, đập này luôn đi. Đập luôn mấy cái tơ nhện ra rồi. Đấy, đó, còn mày xuống đây ai da. Trời, nãy giờ mình không có cần ăn máu bạn. Tại vì á, khi mình chết á, mình spawn lại gần đây nè. Spawn lại ở điểm dưới mà, cho nên mình khỏi cần ăn máu luôn. Mình gọi là đứng, mình chết xong rồi mình hiện lại lại quýnh tiếp. Đó, nói chung là như vậy. Đấy, là 30 rồi nè, hai con nữa thôi là đủ, nhưng mà mình sợ, đó, chết thì mình xuất hiện ở đây. Nên mình sợ là không có gọi là đủ để mà ấy quá. Quýnh con này luôn hay là đủ nè. Quýnh nè. Mày. Rồi. Đó, rồi vậy là chúng ta đủ 32. Nhưng mà mình lại không có gọi là cái gì để đào được kim cương hết. Giờ sao? Ây chà, khó ta. Không có gì để đào kim cương hết. Mày. Nếu như chúng ta hy sinh. Nhưng mà cũng hy sinh là cũng khó nhờ. Tại vì các bạn biết sao không? Nếu giờ mình dùng cúp vàng á, hình như là cúp vàng là không có đào được cái kim cương các bạn. Vậy nó mới khó chứ. Thôi, để mình leo lên chơi, mình dứt con boss luôn đi. Rồi tính gì tính, để coi thử con boss nó có khỏe không bạn. Đi, đi cái này lên đi lên chơi thử coi làm sao. Tình hình boss trên đấy làm sao đây. Để coi thử coi. Zombie khổng lồ. Ôi. Cái gì căng thẳng vậy? Chưa gì mới vừa lên rồi đã căng thẳng rồi các bạn ơi. Chưa gì. Mày. Ôi dạ. Ui, đi xuống. Ôi dạ, rồi luôn. Ok, mình lên mình bắn luôn. Mày. Zombie. Chạy. Quay. Trên này nó có gì nè. Quay. Ui dạ. Mày chết đi. Ui dạ, bắn. Châu bò thích không? Trời ơi, da mình rồi luôn, mình dính. Không biết là mình có đủ mũi tên không? Hai stack mũi tên. Không biết là có đủ. Cái gì vậy trời? Ê! Cứu bé. Chơi. Quay, no. Trời ơi, nó đứng, nó bắn xe vãi rồi. Mặc dù là mình đánh cũng châu á bạn, cũng đủ. Mình cũng đủ có thể giết được nó đó, nhưng mà gọi là nó hơi bị trâu. Nó trâu quá, nó gọi là nó quýnh xe quá, nó bắn vô trong cái đầu mình. Mày cút ra chỗ khác. Cút. Ui. Chết rồi. Dính. Ôi dạ, dính, chết tôi. Nộp rồi luôn. Ok, cố lên. Lên bắn tí rồi là nó chết rồi các bạn. Chết đi. Mày nè. Ui, kệ mình cứ chịu đám ăn xôi luôn các bạn. Chơi sợ gì mới rơi. Mày chết đi nè. Thằng nhóc, chết đi. Quay, con gần. Yeah, mày chết đi con. Bắn vô đầu luôn.
chết rồi, chết rồi. Ôi, không kịp các bạn ơi. Thiệt chứ, một hit nữa là nó chết rồi mà không kịp. Oh my god, no 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 no. Oh my god. Chết đi nè. Mày, sống hộ tao cái. MK93, ngươi đừng vội mừng, ta chưa chết đâu. Chưa chết nè. Chết rồi mà chưa chết nữa. Chưa chết. Ui, kim cương nè. Wow. Nó rút quá trời kim cương luôn các bạn. Như vậy là ôi, có cái mảnh kim cương nè, rồi có nanh vàng là ôi mấy kích. Ôi, con này bất tử à. No. Ôi. Cút. Trời, các bạn ơi, nó chưa chết thì các bạn. Ôi, đừng giỡn nha. Ôi. Gì vậy? Sao nó ôi, sao nó sống dai vậy? Oh my god, no. Ôi, chết đi, mình còn đủ mũi, tôi là 42 mũi, chắc đủ 42 mũi rồi luôn. Ui, sao nó vẫn chưa chết ta? Cái gì vậy? Đừng giỡn với tôi nha. Trời, nó không chết luôn các bạn ơi. What the hell? Mày này thì không chết, mình giết nó lần nữa coi. Để mình giết nó lần nữa coi nó có chịu chết không. Mày chết đi, này chưa chết. Nhưng mà mình lỡ mình hết mũi tên này, ăn mất luôn các bạn ơi. Mày hai mươi mấy mũi. Ôi lên, mày hết mũi tên này, hết chơi. Bắn hộ mày, bắn hộ. Hụt ha, mấy con boss này ngu người. Ơ da, vậy mà nó cũng đánh trúng mình được nữa chứ, ngồ lý mấy con boss này. Ok, để mình giết nó một lần nữa coi, nếu mà nó còn sống nữa mình khỏi thèm giết nó luôn nữa, mình giết một lần nữa thôi. Mày chết đi con mày. Này thì chưa chịu chết nè, giết một lần rồi chưa chịu chết nữa. Ui, nó không chết luôn các bạn ơi. Ôi thôi, để mình lấy xác nó rồi mình về hả bạn ơi. Rồi lấy kim cương, có kim cương đó, xét nè. Chạy, đóng lại, kệ nó, giờ nó, bây giờ mình sẽ đi xuống mình đổi mấy cái huy hiệu các bạn ơi. Rồi bây giờ làm sao đây, đổi mấy cái huy hiệu đây, đứng đây nguy hiểm thế, rớt đây chết không. Ừ, hơi quá không chết. Ui chém tí chết. Yeah. Như vậy là đổi được huy hiệu bạc nè, rồi nhiều 8 kim. Trời ơi, mình có dư luôn. Huy hiệu kim cương nè. Soi 2 3. Yeah. Như vậy là chúng ta, trời ơi các bạn ơi, yeah. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được gọi là cái thử thách sinh tồn bên trong dân làng khổng lồ đó các bạn thấy gọi là cái map này như thế nào thì các bạn nhớ bình luận bên dưới, và các bạn muốn mình sinh tồn ở bên trong cái gì nữa thì các bạn nhớ comment cho mình biết luôn nha. Mình sẽ thả tim cho tất cả các bạn. Còn bây giờ có lẽ là mình sẽ tạm dừng clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình tới giây phút này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye.